Món dưa mùng là sở thích của rất nhiều người, đặc biệt là các chúng ăn bánh đa hoặc là một số cái món ăn sáng khác thì kèm theo một vài miếng dưa mùng cũng tăng cái độ hấp dẫn của món ăn sáng. Thì để làm dưa mùng, nguyên liệu đầu tiên không thể thiếu đó là các cái dọc mùng. Dọc mùng sau khi được sắt thành khúc ngắn thì chúng ta sẽ chẻ theo chiều dọc của khúc mùng, và chúng ta sẽ chẻ mỏng theo từng miếng. Đã được thực hiện như thế này. Ngoài nguyên liệu là dọc mùng thì các loại gia vị không thể thiếu trong việc làm ra dưa muối dọc mùng, đó là giềng, tỏi, ớt, giấm và một số gia vị khác như là mắm hay là bột nêm. Các cái loại gia vị này như giềng, tỏi, ớt thì được thái nhỏ. Sau khi chuẩn bị một số cái gia vị chính như thái nhỏ, như giềng, tỏi, ớt thì chúng ta chuẩn bị pha nước để muối. Sau khi chúng ta chuẩn bị các cái gia vị cơ bản và với cái lượng giấm, mắm, đường và một số gia vị khác với mức độ vừa phải, vừa đủ với cái lượng mùng, thì chúng ta bắt đầu tiến hành trộn để làm dưa mùng. Sau khi chúng ta
cho đầy đủ gia vị thì sẽ trộn được trộn đều giữa mùng với gia vị để cho gia vị ngấm đều vào trong mùng. Sau khi chúng ta trộn đều gia vị và mùng thì chúng ta để trong thời gian khoảng 2 giờ. Trong quá trình 2 giờ đó thì chúng ta có thể thỉnh thoảng trộn đều để cho gia vị ngấm được vào trong mùng. Sau 2 giờ đồng hồ thì chúng ta đã được một đĩa dưa mùng rất ngon và hấp dẫn. Để tăng thêm cái mùi vị thì cũng không thể thiếu cái món tương ớt.